sau màn chiến nhau chăng chát trên mạng xã hội của Giang ơi và Hannah Slexis, cô nàng EL Uber Hannah Slexis đã đăng tải một tâm thư dài ám chỉ việc Giang ơi gọi tiếng Anh là công cụ. Tuy nhiên Hannah lại bị không ít cư dân mạng ném đá vì phát ngôn của mình. Thời gian vừa qua, những đoạn clip nhận xét khả năng sử dụng tiếng Anh của các EL Uber Việt bỗng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong danh sách các EL Uber được reaction khả năng tiếng Anh, không thể thiếu những cái tên nổi bật như Khánh Vi, Giang ơi, Hannah Slexis. Video reaction cách phát âm tiếng Anh của EL Uber Việt khiến nhiều người chú ý. Tiếp bước theo trend, Hannah Slexis cũng làm video reaction tương tự và đương nhiên, những nhận xét thẳng như ruột ngựa của cô đã làm không ít người phật lòng, trong đó có Giang ơi. Sau khi video reaction của Hannah Slexis được đăng trên mạng, Giang ơi chia sẻ, đừng bao giờ đẩy nó tới cái ngưỡng bạn đi phê phán accent của người khác. Nói thế này là không hay, nói như thế này là chưa chuẩn, không có gì là chuẩn hết. Cái quan trọng không phải bạn phát âm một cái từ như thế nào mà là các bạn giao tiếp được với ai, kết nối được với ai. Và sự giao tiếp đó, ngôn ngữ đó các bạn sử dụng như một công cụ đưa các bạn tới đâu trong cuộc đời này. Đoạn chia sẻ này được cư dân mạng cho là đang ám chỉ Hannah Slexis. Ngay sau đó, Hannah Slexis cũng đã có tâm thứ khoảng 2.000 chữ để đáp trả sương sương, với tựa đề ai có tư cách buông nhẹ bận tiếng Anh chỉ là công cụ. Thậm chí Hannah còn tách cả Giang ơi vào status. Động thái này đã khiến cho fan của hai bên nổ ra một cuộc chiến trên mạng xã hội. Giang ơi đã có màn end đáp trả cực gắt, và Hannah tiếp tục cuộc chiến với tâm thư 2.000 chữ. Khánh Vy cũng lên tiếng về việc bị Hannah Slexis chỉnh cách phát âm tiếng Anh. Có không ít người bên vực luận điểm của Giang ơi và cho rằng, việc nhận xét cách phát âm của mọi người trong khi mình chưa chắc nói, như người bản xứ là sân si. Một cư dân mạng đã chỉ ra nhiều điểm họ không thích ở Hannah Slexis và nhận được không ít sự ủng hộ từ các cư dân mạng. Người này chia sẻ, nếu thực sự là một kênh tiếng Anh chất lượng và là một con người xuất sắc như HL tự xưng, mình những mong bạn ấy đã sử dụng năng lượng và năng lực của mình vào những việc có ích hơn là ngồi react những Khánh Vy, Đặng Trần Tùng hay Thảo Tâm. Những người còn đang bận làm việc của mình. Bên cạnh đó, không ít người bên vực Hannah và cho rằng, mỗi người một suy nghĩ và sự thẳng thắn của Hannah Slexis là cần thiết để học tiếng Anh tốt hơn. Video liên quan cộng đồng mạng khẩu chiến trên mạng xã hội vì màn đấu đá giữa Giang ơi và Hannah Slexis. Được biết Hannah Slexis và cả Giang ơi đều là những EL Uber vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Nếu Giang ơi nổi với những video về cuộc sống thường ngày thì Hannah Slexis chuyên chia sẻ các cách tiếp cận tiếng Anh cho người có trình độ khá giỏi trở lên. Tuy nhiên, điều khiến Hannah Slexis gây chú ý lại là những phát ngôn coi trời bằng vung của mình. Cá tính mạnh mẽ khiến cô nàng có không ít fan, nhưng kèm theo đó là cả cộng đồng anti đông đảo không kém. Với video reaction cách phát âm tiếng Anh của các EL Uber khác mới đây, cô nàng đã vô tình làm không ít fan của những EL Uber này phật lòng. Hannah Slexis nổi tiếng với nhiều video gây tranh cãi. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask, Oi.